Thưa quý vị, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 76 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, khắp các con phố trên địa bàn của thủ đô Hà Nội đã được trang trí cờ hoa. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, những con phố vắng lặng hơn so với mọi năm. Ngày kỷ niệm truyền thống không vì thế mà mất đi ý nghĩa thiêng liêng và trang trọng ghi nhận tại nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố như Chu Văn An, Điện Biên Phủ, Hùng Vương Độc Lập đã được trang trí cờ hoa băng rôn bano áp rực rỡ. Hà Nội đang trong thời gian giãn cách xã hội nhưng những con đường phố vẫn rực rỡ. Được biết các hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động trực quan hướng đến chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh sẽ diễn ra đến hết ngày 5 tháng 9. Và theo Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, công tác trang trí tuyên truyền cổ động trực quan cũng được tổ chức trang trọng thiết thực hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của thủ đô, đảm bảo tính đồng bộ thống nhất trên địa bàn toàn thành phố đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch Covid-19.